Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 7 theo giờ Nhật Bản, thi thể của một người đàn ông trong chiếc áo phông cùng với trang thiết bị lặn đã được tìm thấy ở ngoài khơi, cách bờ biển Nago thuộc tỉnh Okinawa 300 m. Sau khi một chiếc thuyền buồm đi ngang qua phát hiện và báo cáo, lập tức một cuộc điều tra đã được các nhà chức trách tiến hành. Nguyên nhân cái chết ban đầu được xác định là do đuối nước. Ước tính tử vong vào chiều ngày 4 tháng 7. Ngay sau đó, danh tính của người đàn ông đã được xác nhận là Kazuki Takahashi, một mangaka nổi tiếng. Ông chính là người đã tạo ra bộ manga đình đám Yu-Gi-Oh, hay với cái tên thân thuộc hơn là vua trò chơi, tuổi thơ của rất nhiều người, đặc biệt là tuổi thơ của những đứa trẻ vào những năm 2000 tại Việt Nam. Sự ra đi đột ngột của Kazuki Takahashi ở tuổi 60 đã để lại sự nuối tiếc vô cùng to lớn trong lòng hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Từ những khán giả chỉ đọc manga hay xem anime, đến những bài thủ Yu-Gi-Oh, những người đam mê bộ môn trading card game. Hôm nay, để tri ân một huyền thoại, hãy cùng Anime Rewind tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của cố họa sĩ Kazuki Takahashi và di sản ông đã để lại, không chỉ có Yu-Gi-Oh mà còn là cả một văn hóa về bài ma thuật. Kazuki Takahashi sinh vào ngày 4 tháng 10 năm 1961 tại Tokyo, Nhật Bản. Từ nhỏ, hai thứ mà ông đam mê và dành nhiều thời gian của mình nhất là manga và trò chơi. Takahashi thích các trò chơi như cờ shogi, mặt trược, trò chơi về bài và đặc biệt là board game thể loại nhập vai. Khi còn là một cậu bé đang học tiểu học, Takahashi rất thích thú với kịch giấy kamishibai, một loại hình nghệ thuật văn hóa dân gian nổi tiếng của Nhật Bản. Trong một lần xem buổi biểu diễn, ông đã tự hỏi liệu ông bác kể chuyện nãy giờ có tự tay vẽ tất cả các bức tranh trong đó không? Điều đó đã thôi thúc ông trở thành một mangaka. Ông thích vẽ nhưng chỉ dừng lại ở mức sở thích đơn thuần. Vào năm nhất trung học của Takahashi, ông bị so sánh như một cỗ máy phóng uế bởi một giáo viên không mấy thân thiện. Những người bạn cùng lớp của ông đã cười phá lên với câu đùa đó. Nhưng ông chỉ im lặng và tự nghĩ rằng làm gì có một cỗ máy phóng uế nào mà có thể sáng tác ra truyện tranh được chứ. Từ đó, ông mới nghiêm túc hơn trong việc vẽ manga của mình. Năm 1981, Takahashi dưới bút danh Hajime Miyabi, manga đầu tay của ông là In Love Ball, đã giành giải Shogakukan New Comic Award và được xuất bản trên Weekly Shonen Sunday trong cùng năm. Tuy nhiên, trong suốt 10 năm sau đó, các đầu truyện sau của ông bị nhiều nhà xuất bản liên tục từ chối. Trong khoảng thời gian này, ông làm việc trong một công ty game với vai trò là họa sĩ vẽ minh họa và là phụ tá cho họa sĩ Oshima Yasuichi. Năm 1986, ông vẽ minh họa cho Gokyu Choji Ikiman, bộ manga 2 tập về thể thao được chuyển thể từ anime cùng tên. Với khao khát sáng tác manga, năm 1990, ông đã tạo ra 100 trang manga và 200 trang phác thảo trước khi đưa đề xuất đầu tiên của mình lên Weekly Shonen Jump. Biên tập viên cảm thấy phiền vì số lượng bản thảo mà ông gửi. Tuy cũng đã đọc hết qua, nhưng tác phẩm của ông vẫn tiếp tục bị từ chối bởi biên tập viên. Lý do là vì mô típ chiến đấu không mấy đặc sắc trong bộ truyện tranh của ông, khó có thể cạnh tranh với những bộ truyện khác. Takahashi vẫn miệt mài sáng tác. Cuối cùng, 2 tác phẩm đầu tay của ông đã được chấp nhận và xuất bản: Tokyo no Suma năm 1990 và Tenenshoku Danjibure, gồm 2 tập và in lần lượt vào năm 1991 và năm 1992. Tuy nhiên, những tác phẩm trên đều không mang lại tiếng tăm lớn. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2002, Takahashi sau đó đã gọi phần lớn những tác phẩm manga đầu tiên của mình là thất bại hoàn toàn. Mãi đến năm 1996, dưới bút danh là tên thật của mình, Takahashi Kazuki chỉ thực sự nổi tiếng và được biết đến rộng rãi sau khi ông sáng tác ra bộ truyện Yu-Gi-Oh, đưa tên tuổi của ông vụt sáng, đánh dấu thời đại hoàng kim của Takahashi trên toàn thế giới. Bộ truyện Yu-Gi-Oh được ông sáng tác dựa trên truyện ngắn có tựa đề gốc là Magic and Wizards, gồm 2 chương và đăng trên tạp chí Weekly Shonen Jump. Sau khi được chuyển thể thành anime, bộ truyện được đổi tên thành Duel Monster. Lúc đầu, nội dung chủ yếu của bộ truyện không thiên về trò chơi bài ma thuật mà chỉ kể về việc nhân cách thứ hai của nhân vật chính Yugi Muto là Yami Yugi đi trừng trị những kẻ xấu bằng những trò chơi của cậu ta. Takahashi chưa bao giờ có ý định tập trung manga của mình vào bất kỳ trò chơi nào, vì rõ ràng vua trò chơi thì phải giỏi hết tất cả các trò chơi chứ. Định hướng ban đầu của manga được thiết lập theo nhiều chương với các trò chơi khác nhau được chơi ở trong mỗi chương, còn câu chuyện về những lá bài chỉ bắt đầu cho những tập cuối cùng của chương 2. Khi nhân vật chính Yugi Muto phải chấp nhận tham gia cuộc đấu bài với Seto Kaiba, chủ tịch của Kaiba Corps, để cứu mạng những người bạn thân của mình. Trong ván đấu quyết định, Yugi đã sử dụng lá bài mà ông nội đã trao cho cậu để chuyển bại thành thắng. Đó là 5 lá bài vị thần sức mạnh, đánh bại rồng trắng mắt xanh 3 đầu của Kaiba. Sau khi tập cuối cùng của chương 2 được ra mắt, đã có hàng ngàn cuộc điện thoại, hàng ngàn bức thư của độc giả tỏ ra thích thú gửi về tòa soạn tạp chí Shonen Jump hỏi về những lá bài ma thuật Magic and Wizards. Trong số đó, có ý kiến cho rằng nên sản xuất ra những lá bài ma thuật thật sự để người hâm mộ có thể sưu tầm theo chuyện. Sự đón nhận ngoài mong đợi đó khiến Jump yêu cầu Takahashi nên tập trung nhiều vào trò chơi thẻ bài ma thuật này hơn nữa, nên ông đã quyết định nói đến bài ma thuật nhiều hơn, mô tả kỹ càng hơn về luật lệ và cách thức thi đấu một cách rất chi tiết và cặn kẽ. Nhận thấy nhu cầu của người hâm mộ, hãng trò chơi điện tử Konami của Nhật đã không bỏ qua miếng mồi béo bở này. Sau khi đạt được thỏa thuận nhượng quyền thương hiệu với Shonen Jump, Konami lập tức bắt tay vào việc cho ra đời những lá bài đầu tiên, và sau đó mọi chuyện đã trở thành lịch sử. Trò chơi nhanh chóng được yêu thích ở Nhật, Trung Quốc, rồi phong trào chơi bài ma thuật dần dần lan sang cả nước Mỹ và các nước châu Âu. Sau đó, những lá bài tiếng Anh đầu tiên đã được phát hành bởi công ty Upper Deck Entertainment, rồi bộ manga còn được dịch sang nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau. Cũng từ đó, danh tiếng của Kazuki Takahashi ngày một lớn dần và phổ biến ra khắp thế giới. Không chỉ truyện tranh, các trò chơi điện tử hay vật phẩm liên quan cũng được độc giả tại nhiều quốc gia háo hức tìm tòi. Tác giả Kazuki cũng bắt tay cho ra đời các phần tiếp theo của siêu phẩm Yu-Gi-Oh! Với tình bạn là một trong những chủ đề chính của Yu-Gi-Oh! Tuy đã tự hứa với bản thân rằng Yu-Gi-Oh! GX sẽ là phần cuối cùng, nhưng với ý tưởng cho phần Yu-Gi-Oh! 5Ds vào cuối năm 2006 từ đội ngũ nhân viên sản xuất, họ đều là những cộng sự và bạn bè lâu năm của ông, những người đã truyền bá Yu-Gi-Oh! Với cộng đồng thế giới. Ông đành đồng ý sáng tác tiếp với ý định đây sẽ là phần cuối cùng. Mặc dù vậy, 4 phần phim tiếp theo, Yu-Gi-Oh! Zexao, Yu-Gi-Oh! Arc 5, Yu-Gi-Oh! Brains và Yu-Gi-Oh! Sevens đã được thực hiện. Trong tập cuối cùng của manga Yu-Gi-Oh! Được xuất bản vào tháng 4 năm 2004, Takahashi đã viết: "Trong tâm trí của tôi, Yu-Gi-Oh! Đã hoàn thành, nhưng trên khắp thế giới, nhiều người đang cầm tác phẩm của tôi và những tấm thẻ bài trong tay của họ. Và để biết ơn vì điều đó, tôi muốn kéo dài thế giới Yu-Gi-Oh! Thêm một thời gian nữa. Tôi xin mượn phần cuối cùng của cuốn sách này để cảm ơn tới tất cả những người đã tham gia vào thế giới này. Cảm ơn bạn từ tận đáy lòng." Sau khi loạt truyện kết thúc, ông vẫn tham gia đóng góp nhiều công sức vào các phần movie nhượng quyền thương mại, cũng như trực tiếp giám sát quá trình sáng tác, sản xuất các phụ bản khác của manga gốc. Ấn phẩm Dua Art được xuất bản vào ngày 16 tháng 12 năm 2011, trong đó là những hình ảnh minh họa mà Takahashi đã vẽ lại về dàn nhân vật trong Yu-Gi-Oh! Với phong cách mới mẻ. Sau Yu-Gi-Oh!, Takahashi đã sáng tác Advent Heroes, một bộ truyện tranh và trò chơi thẻ bài chịu ảnh hưởng của truyện tranh Mỹ. Năm 2018, ông đã viết một manga ngắn tên là The Comic, câu chuyện kể về bản thảo của một tác giả manga trẻ tuổi và bí mật mà nó sở hữu. Bộ truyện được xuất bản trên Weekly Shonen Jump bằng tiếng Nhật và tiếng Anh. Trong một cuộc phỏng vấn với Shonen Jump, Takahashi nói rằng manga yêu thích của ông ấy từ các tác giả khác bao gồm Akira của Katsuhiro Otomo, Jojo's Bizarre Adventure của Hirohiko Araki và Dragon Ball của Akira Toriyama. Ông cũng rất thích đọc truyện tranh Mỹ, với Hellboy là nhân vật yêu thích của ông. Takahashi cũng đã có lần hợp tác với Marvel, xuất bản Marvel's Secret Reverse, bộ truyện tranh độc nhất vô nhị của ông với sự tham gia của Spider-Man và Iron Man, đến Nhật Bản để chiến đấu với ông trùm thế giới game độc ác. Ông cũng thỉnh thoảng bày tỏ quan niệm chính trị với nghệ thuật của mình. Ví dụ, Takahashi đã từng đăng một bức vẽ trên Instagram với nội dung các nhân vật Yu-Gi-Oh! Chỉ trích Shinzo Abe trong cuộc bầu cử Hạ viện năm 2019, nhưng sau đó ông cũng đã xin lỗi cho hành động của mình. Takahashi tự nhận mình là người hay trì hoãn trong công việc, nhưng ít ai biết rằng ông đã trực tiếp đến Ai Cập để thu thập thông tin khi viết cốt truyện cho nhân vật Shadi. Vào thời điểm viết ác ký ức của Pharaoh, ông đã bị ốm rất nặng, phải nằm viện sáng tác và bất đắc dĩ phải cắt bỏ bớt câu chuyện. Takahashi cũng nói đùa rằng thiết kế của Zorb Necrophates là do ông vẽ cầu thả mà ra. Một lần vì mải chơi máy game thùng, Takahashi đã bị trộm mất túi sách chứa những ý tưởng bổ sung cho câu chuyện của manga gốc. Với những đóng góp của mình cho ngành công nghiệp truyện tranh, vào năm 2015, Takahashi cũng đã được trao giải thưởng Import tại Comic-Con International, giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân có những đóng góp xuất sắc cho truyện tranh, các thể loại khoa học viễn tưởng, giả tưởng, phim truyện, truyền hình, hoạt hình và fandom. Không quá khi nói rằng bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! Chính là tác phẩm cứu vớt cả sự nghiệp cầm bút của Kazuki Takahashi. Bộ manga này là mốc son chói lọi, giúp tên tuổi của ông lưu giữ rất lâu nữa trên bản đồ truyện tranh thế giới. Yu-Gi-Oh! Luôn nằm trong top manga được tìm kiếm nhiều tại giai đoạn 1996 đến 2004. Tổng số lượng bản in đạt hơn 40 triệu bản, tổng giá trị thu được từ truyện tranh, phim, trò chơi điện tử, mô hình, trang phục cosplay hay các ấn phẩm ăn theo lên tới 20 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh doanh thu từ hàng trăm trò chơi điện tử khác nhau trên mọi nền tảng, những lá bài ma thuật cũng đem về cả tỷ đô cho thương hiệu Yu-Gi-Oh! Từ lúc Konami hiện thực hóa những lá bài ma thuật, lập tức nó trở thành một cơn sốt lan rộng khắp toàn cầu. Còn nhớ những năm tiểu học, ai ai trong lớp cũng đều có ít nhất vài tấm bài ma thuật trên tay. bản thân cũng chẳng thể nhớ nổi đã bỏ ra bao nhiêu tiền mua những pack bài để sở hữu những lá bài hiếm nữa. Và khi bóc ra được một lá bài hiếm nào là y như rằng cầm bài trên tay và ngây ngô nói câu sức mạnh của tình bạn, password để mở khóa tool hack được thiết kế dưới dạng trò chơi ngàn năm y như trong câu chuyện vậy. Cảm giác sung sướng, hạnh phúc khó có thể diễn tả bằng lời. Nếu những mô hình figure được ví như mai thúy nhựa thì chắc chắn những thẻ bài Yu-Gi-Oh phải gọi là mai thúy giấy. Sự sáng tạo và khả năng áp dụng thực tiễn của trò chơi bài ma thuật cũng là một điểm thu hút cộng đồng. Người hâm mộ không chỉ muốn thử sức làm bài thủ thực sự với các lá bài mua từ Konami mà còn có thể nhập vai hoàn hảo thông qua các trò chơi điện tử. Việc đưa Yu-Gi-Oh lên trò chơi điện tử đã rút ngắn đi được nhiều công đoạn mà không hề làm giảm sức hấp dẫn của trò chơi. Đây chính là con gà đẻ trứng vàng cho Konami. Ngày 7 tháng 7 năm 2009, vượt qua cả Pokemon Trading Card Game nổi tiếng được ra mắt trước đó, sách kỷ lục Guinness Thế giới đã ghi nhận Yu-Gi-Oh là trò chơi thẻ bài sưu tầm bán chạy nhất thế giới với hơn 22 tỷ thẻ bài đã được bán ra. Tính đến tháng 1 năm 2021, trò chơi Yu-Gi-Oh Trading Card Game đã tẩu tán được khoảng 35 tỷ thẻ bài trên toàn thế giới, thu về hơn 1.000 tỷ yên, tương đương với 10 tỷ đô la Mỹ. Không thiếu những người sưu tầm chấp nhận bỏ ra tới hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn đô để sở hữu các lá bài hiếm. Còn những lá phiên bản giới hạn, những lá bài còn được định giá trên cả trăm nghìn hay thậm chí cả triệu đô. Đơn cử là lá rồng trắng mắt xanh 3 đầu, phiên bản làm phần thưởng cho nhà vô địch giải Asia Championship 2001. Lá bài này đặc biệt ở chỗ là lá bài rồng trắng mắt xanh duy nhất được đựng trong chiếc hộp riêng kèm theo chữ ký của chính tác giả Takahashi. Khi thông tin về sự ra đi của cha đẻ bài Magic, những lá bài có chữ ký của ông được săn lùng rất nhiều với mức giá không hề thấp. Hệ thống giải đấu bài Yu-Gi-Oh cũng được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới. Sự chỉn chu trong khâu tổ chức và phần thưởng vô cùng hấp dẫn của giải đấu đã góp phần phổ biến rộng rãi, thu hút nhiều người biết đến thương hiệu này. Thậm chí mới đây, khi Nhật Bản đăng cai tổ chức Thế vận hội Tokyo 2021, một cộng đồng nhỏ người hâm mộ muốn Ủy ban Olympic Quốc tế IOC công nhận Yu-Gi-Oh trở thành một bộ môn thể thao thi đấu tại Olympic như các bộ môn khác. Một bản kiến nghị trên change.org do YouTuber Siran Zayao khởi xướng, ý tưởng này đã thu được gần 5.000 chữ ký ủng hộ. Dĩ nhiên, đây là một tín hiệu tích cực, nhưng IOC đã không chấp thuận yêu cầu này. Trong giai đoạn những năm đầu thế kỷ 21, trò chơi bài ma thuật thực sự đã chiếm trọn trái tim của không ít thanh thiếu niên, bất kể họ có phải fan của bộ truyện tranh này hay không. Danh tiếng của bộ truyện cũng không còn sức hút nữa. Những phần phim sau này được cho là càng ngày càng đi xuống. Tuy nhiên, sức hút của những lá bài ma thuật vẫn được duy trì. Nếu so sánh số lượng bản in của Yu-Gi-Oh với những cái tên siêu phẩm như One Piece, Dragon Ball hay Naruto thì Yu-Gi-Oh chỉ như muối bỏ biển. Nhưng tầm ảnh hưởng mà Yu-Gi-Oh tạo ra đối với những người hâm mộ đại chúng là không hề thua kém. Yu-Gi-Oh đã trở thành một thương hiệu đa phương tiện, sản xuất phim, đồ chơi, trò chơi và chương trình truyền hình hoạt hình. Đó chính là di sản khổng lồ mà Kazuki Takahashi để lại cho thế giới. Chắc chắn trong tương lai rất xa nữa, nhưng là bài Magic của Kazuki vẫn sẽ là trò chơi yêu thích của rất nhiều người. Yu-Gi-Oh chính là franchise trị giá hàng chục tỷ đô vào thời điểm hiện tại, xứng đáng sánh vai với những biểu tượng manga anime hàng đầu thế giới như Doraemon, Dragon Ball hay One Piece. Sau khi tin tức về cái chết của Kazuki Takahashi được đưa ra vào ngày 7 tháng 7, từ những kênh thông tin liên quan đến truyện tranh và trò chơi, đến những trang âm nhạc anime của Anh, New Zealand Herald, BBC, trang web công nghệ Gizmodo và nhiều hơn nữa, đều đổ dồn sự chú ý và gửi những lời tưởng nhớ đến tác giả. Rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, chỉ cần vào Google, bạn sẽ thấy số lượng truy cập về từ khóa liên quan đến Takahashi. Ảnh hưởng của Takahashi và thương hiệu của Yu-Gi-Oh đã để lại dấu ấn trên toàn thế giới. Sau một thời gian bị quên lãng, vào ngày 11 tháng 10, nguyên nhân cái chết của vị cố họa sĩ mới được tiết lộ kỹ càng. Tờ báo quân sự Stars and Stripes của Mỹ đã đưa tin rằng Takahashi đã qua đời vào chiều ngày 4 tháng 7, trong khi hỗ trợ giải cứu 3 người khác bị mắc kẹt trong dòng nước. Người phát ngôn của cảnh sát biển từ chối xác nhận sự tham gia của Takahashi trong nỗ lực giải cứu. Tuy nhiên, hành động của ông ngày hôm đó được nêu chi tiết trong bản báo cáo của nhân chứng đã tuyên thệ do quân đội cung cấp. Ông ấy là một người hùng, thiếu tá Robert Burjo nghẹn ngào khi nói về sự ra đi của tác giả Takahashi. Ông ấy chết khi đang cố gắng cứu một người khác. Được biết, thiếu tá Burjo là người đã tham gia cứu nạn Mermes Grotto vào hôm 4 tháng 7. Trong lúc đang chuẩn bị hướng dẫn bơi cho 2 học viên tại Mermes Grotto, vào lúc tầm 2 giờ chiều ngày hôm đó, ông đã phát hiện một người phụ nữ Nhật đang kêu cứu. Cô chỉ về phía con gái mình 11 tuổi và một người lính Mỹ 39 tuổi đang bị mắc kẹt trong dòng nước, chảy cách bờ khoảng 100 mét. Bojo nhanh chóng nhảy xuống dòng nước để cứu người, trong khi người còn lại liên hệ với đội cứu hộ. Cùng lúc đó, ông Takahashi cũng xuống nước để tham gia cứu hộ. Vì dòng nước xiết và tình huống quá nguy hiểm, Bojo không thể thấy ông. nhưng những học viên đã thoáng thấy Takahashi cho đến khi ông biến mất dưới làn sóng. Kết quả, 3 người đã được cứu sống, còn tác giả của chúng ta đã mãi mãi không quay trở lại. 2 ngày sau đó, mùng 6 tháng 7, khi thi thể của ông được tìm thấy tại vùng biển Nago, còn chiếc xe ông thuê được phát hiện vào mùng 7 tháng 7, nằm trên một con đường tại Mermes Grotto. Thời gian cứ trôi và lại một tượng đài tuổi thơ nữa đã lại ra đi. Takahashi không cần Monster Reborn vì ông không phải là một monster. Ông chính là Legend vì di sản của ông sẽ còn mãi và trường tồn với thời gian. Ông là Hero vì sự dũng cảm, hy sinh quên mình vì người khác. Tính cách giống hệt như các nhân vật trong manga ông đã tạo ra. Joniichi đã lặn xuống bể để nhặt lại mảnh ghép trò chơi ngàn năm giúp Yugi, còn ông vì cứu người đã ra đi mãi mãi. Xin viễn biệt ông, mong ông được yên nghỉ. Cảm ơn các bạn đã nán lại cùng mình, cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ, một phần ký ức tuổi thơ mà mangaka Kazuki Takahashi đã mang lại. Nếu bạn thích video của Anime Rewind, hãy để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Nhớ bấm nút subscribe và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya!